Hình ảnh ở trong clip này là cây môn Caladium dynasty. Ở đây tôi đã thụ phấn cho cây môn này vào đầu tháng 6. Sau khoảng một tháng thụ phấn, thì trái của cây môn Caladium dynasty đã bắt đầu chín. Một trong những dấu hiệu cho thấy trái đã chín đó là những hạt của trái sẽ bắt đầu bung ra khỏi vỏ trái. Do đó, sau khi quá trình thụ phấn diễn ra, tôi sẽ tiến hành bọc trái lại. Việc bọc trái sẽ giữ cho những hạt không bị văng ra khỏi vỏ trái sau khi trái đã chín. Ăn luôn ha. Kỹ cho thằng sushi được không? Kỹ cho thằng sushi được không?